già là người ta phải nấu cái đại già cháo già rồi đó, rồi mình phụ xong rồi mình ăn. Nghe mấy bà đó nay đòi hả? Wow. Không có lặn à, bi à. Ôi là ôi, hộp mò. Xong, rồi giờ mình chế biến nha các bạn. Hôm nay món cũng đơn giản lắm. Gà luộc. Thật miếng gà thiệt liệt. Lụm nó đi Tấu. Đây. Rồi, giờ mình cắt nó sen. Đây, đây, nước. Con bắt nước để luộc gà. Nước là... Nước là mình để miếng tắc vô. Cho nó trắng nha các bạn. Bỏ đá không? Bỏ miếng đá thì cho nó ấy. Bỏ đá nữa. Các bạn muốn giòn thì bỏ miếng nước đá nha các bạn. Thông cảm mấy con gà nhà mình nó nay nó sung quá, nó gái quá trời te te luôn. Bây giờ đại đầu bếp sẽ cắt ngó sen. Có tẹt không má ha, để chị nguyên cọng á. Thôi kẻ ra cái nguyên cọng cho ăn con. Ăn cũng được mà nó không ngon không. Nó hao dai hay gì. Bỏ miếng nước đá. Bỏ nước đá vô nó giòn. Thì nó giòn. Còn này chút nữa tiêu đồ ý bỏ à. Mình hái mình rộm nữa hết như đó mình về nhà làm con thao. Cái này ra được chừng dĩa quá má, hai dĩa. Có mấy cộng chắc là dĩa thôi. Rồi xong. Đủ tụi mình rồi thôi. Bữa đó hái không nhiều, hái đâu được hả? Hái cực. Không phải. Quá. Không có. À, hình như hái đài sen là dễ hả? Ừ, hình như là ông Út cũng nói là mùa này chưa có vô nhiều. Ông nói để tháng, vài tháng nữa không Tú? Ờ, tại nó cũng mới xuống hết nên đại, nên ngó nó chưa có nhiều. Chứ để nữa đi, vài tháng nữa là nó nhiều lắm, xuống dưới tha hồ mà lụm mà hái. Bạn mà muốn cho nó hết dây nhợ, các bạn bỏ đũa vô bạn quay. Chưa nữa nó bám vô đũa hết rồi. Ủa hai người cắt khác nhau ha, người cắt mỏng vậy, người cắt kiểu kia ha. Sao còn mấy cộng à, mới đó mấy bạn nhờ nghèo. Đúng rồi, mới hôm qua nay mà còn mà để còn lâu rồi đó, mềm nó không có ấy, nó không có giòn phải không? Vậy là không biết không biết gì tên tự không ấy gì kia không. Giờ mình bỏ gà luộc nha các bạn. Chơi một con gà vô. Rồi xong. Đã đâu biết bỏ con gà vào bếp rồi. Chứ vô cho nồi. Nướng luôn. Gà cắt ra hả má? Gà là người ta phải nấu đại gà, cháo gà rồi đó. Rồi mình phụ xong rồi mình ăn. Nghe mấy bà đó nay đòi hả? À, biết rồi. Cha gà là phải ăn gà. Này cắt bông cắt hoa gì nữa không Tú? Không, còn gỏi mà. Rồi đại đầu bếp lại coi nha, con gà chín chưa đại đầu bếp? Chưa nước chưa sôi mà. Trời ơi. Vậy là nay đại siêu đầu bếp chùm lửa không cháy hung rồi. Đại củi á. Củi này nó vậy được rồi, đầm đầm cũng được rồi. Thôi đừng đổ thừa nữa nha. Sao cũng thừa con. Hôm qua tôi mới đi gom củi thừa nó người chặt nó đi. Không có, nó người chặt củi đốt cháy. Qua mình tôi với mọi người quất hai bó đó. Hai bó luôn hả? Quý bó về hai bó luôn. Chứ sao, mọi người chắc mà. Mọi người chắc mà 10 cột luôn. Ôi. Con răng đó đó. Ừ. Xả mà nó cắt nó không bứt da. Trồng mấy chục mười bụi xả đó mà nó chạy. Bò. Nó trừ luôn mà. Mà cãi luôn đó chứ được. Mà không có đứt da nó Tú. Da nó dày có đậy á. Thấy con rắn chạy mất dép luôn. Ủa sao người ta nói trồng xả nhóc của nó mở mà nó ở ha? Rắn này chắc rắn chú rồi chứ đâu còn mày nghe nói là nó hai con hay gì á. Ngay với cái hầm về dưới mấy sông cái hầm á của bà Nam hồi bà đắp á ngay nó nói vậy, nó quay cảnh đưa cái clip cho con coi á, nó nói là chị Quý dám đi không, nó không cái hàng á bóng mồng luôn nó bò. Ừ
nó bò ra bò vô bóng mông cái hang luôn. Mà nó con rắn đó là dựng ba nó là tuôn chạy rồi đó. Ổng là chuyên bắt rắn mà không thấy rắn nó không chạy đó. Nè để sư đồ bếp với đại đồ bếp xuống bắt. Thôi. Người ta thằng rắn rồi quá không sao, má xuống nó ăn má luôn, mấy cái bự con ăn má luôn. Ủa mình xách vô về mình có lấy hộp không Tú? Có hộp nè. Bỏ ruột trong hả? Ừ, để vô nó mềm mèo. Nó được giòn quá. Xinh đỏ đỏ. Tú có thử cái dưa nó bị đắng không Tú? Không, dưa này nhìn thấy là biết không bị đắng rồi. Rồi hên xui nha. Thiệt à. Ồ cái này không giòn quá. Cái này thử rồi. Thôi. Cứ nghe tiếng giết má đi mà ta. Rồi má không đi, chết rồi. Đó. Thấy chưa? Má ơi. Tú nãy ăn ăn dụng á má. Quý thấy đây có cái gì để ăn dụng được. Nè ngọ nó ăn dưa leo nè má. Gà thơm quá. Thơm mùi nước của con gà nha các bạn chứ nó chưa có gì để thơm hết trơn nha. Thơm mùi của gà luộc. Ừ. Nói rồi nói cho là vậy. Nó vỏ vàng. Ừ, chứ để không ấy thơm mùi của con gà luộc. Còn bên kia thì đậu. Má không xào lên là hồi nó khét nhạt ở dưới. Con mới bỏ vô. Ơi đổ đầu luôn. Có dạ sạn nó má không vàng má. Rồi gà đã chín. Má sẽ cắp ra. Rủng luôn má. Rủng không? Thôi vậy mình hấp nấu lại cái đầu nó lại má. Đầu nó còn ấy. Đầu với cái chân đó. Má. Má kêu Tú á má. Chưa lấy bàn tay vàng bắt gà ra. Bắt này nè. Dạ. Yeah. Rồi giờ bao sư đồ bếp Tú sẽ khử tỏi nha các bạn, sẽ tự hành phi. Như đây không đủ Tú ơi, giờ ăn đây không đủ đâu. Đủ không? Đủ. Như không đủ rồi. Nóng không? Chưa nóng. Chưa. Rồi. Thú giá xì dữ vậy. Nhạy cảm với này quá. Chưa có cháy mà nhạy cảm. Nó hành nó bay á. Nồng quá mà. Rồi bỏ vô đi nó xèo xèo. Ê bỏ ký tướng nè. Này nó lâu chín lắm á nha. Ừ. Ồ. Ồ thấy chưa. Thấy nha. Vàng tươi phơi phới rồi đó. Đó hôm nay biệt đội siêu bếp nhí sẽ xuất hiện cuối tuần. Mà nay cuối tuần không có làm cái món gì chương trình gì hết. Nay cuối tuần không làm gì hết cô Ba Cơn. Hả? Chưa hùng đủ tiền hay gì? Chính xác hả? Thì gom về mấy tuần đó người ta tổ chức. Quất giỏi lắm mà, quất làm nhiều món lắm mà. Hả quất? Ủa sao tôi không cắt tên đầu nó chấm vậy, tôi nặng cái nó ngon không? Nặng chỉ hai cái không? Trời ơi. Cắt đúng cái tên thôi, cái tên này dặn nó ra cái hết. Ngồi không ghê không? Không mà. Còn xé gà nữa kìa. Ngồi mới xé được. Ngủ rồi. Wow, giọt này, nhìn nó tổn. Wow, đẹp quá. Đủ màu, đủ sắc. Nhìn thấy hấp dẫn mê ly. Đây này bỏ bột ngọt không Tú? Khỏi hả? Bình thường là gãy phân lắm à. Ừ, 2 muỗng đường vậy tới 3 muỗng đường. Chua lắm. Thố muối. Dừa với em mặn lắm á. Ủa hành
phi nó bỏ lên kia luôn hả, bỏ đó. Rồi túi sẽ đổ. Đây các bạn coi nè, sền sệt luôn, nó đổ hết luôn không chịu. Như vậy cho đường nó tan ra đó. Tan mình sập nha, sập gọn. Không bớt hả? Đâu có bớt. Đẹp chưa, đẹp chưa? Ô, văn nướng thùm lum hết trơn vậy. Này nó còn sống các bạn ơi, nó bay quá. Mình biến xa ra. Để văn à. Thơm ngất ngay. Xong rồi Tú bóp này, xong rồi Tú qua Tú xét con gà nha các bạn. Nhà nó biết có cánh chứ đâu biết cánh. Đó. Tới cái cánh. Mà vô cái bắp. Bắp của cái cánh. Bây giờ Tú sẽ làm nước ướp gà nha các bạn. Bây giờ gãy phong yêu ra đó. Ngủ thôi mà thêm miếng nữa ha. Xíu đường. Xíu đường nó lại đậu ngủ nữa rồi. Ừ đúng rồi, này là đúng chính xác. Thôi đừng lên mặt á. Chứ bình thường xíu là lậu ngủ. Tọng tay ha, tọng đũa. Lấy tay tọng đi, hồi cũng vô tọng đó à. Cái muỗng nãy tôi lấy thôi rồi. Tôi cứ dọn con quần nè Tú. Trời ơi, nãy giờ nó tâm nó không, bây giờ hỏi ngược lại mình rồi cái muỗng lên, muỗng nó làm để đâu. Cứ bỏ vô cái thau nãy mà. Cứ bỏ thau không biết nữa. Trời ơi, hên quá. Cái đó còn dính mấy mắt luôn rồi Tú ơi. Được chưa? Ngon quá. Chưa tới hả? Trộn lên cho đẹp rồi. Chứ không đã trừ lại cho ai nữa đâu. Thịt ngon quá. Hai đứa làm đã xong, đại đâu biết mất tiêu các bạn. Giờ đại đâu biết xuất hiện. Trời ơi. Đại đâu biết xong xuôi rồi, đại đâu biết mời đâu biết qua thưởng thức đâu biết. Trời ơi. Đại biết đang làm giữa chừng, đại biết đi đâu rồi, đại biết. Đại đâu biết à. Chị cũng vậy, bao tử không được tốt. Ủa, nó dụng thuốc hả? Nó sao má? À, thì đó nó bao tử vậy ngầm ngầm vô. Bà
mời cả nhà dùng cơm nha. Dạ, gái cái rồi mất luôn năm thành quý. Nhà nuôi gà nhiều lắm, với gà sớm nữa. À, không có ăn gỏi rồi bắt gà làm nằm liền. Thở cầm lâu á. Ờ, luôn tháo cái xe xuống mà luôn hái. Cái xài ra làm sao hái? Mà hả, mấy lộn thậu mua nha. Mấy lộn nó đậu đâu có. Như mấy cái này, như mấy cái phổi thì kiếm có dễ rồi đó. Đậu túi nó trồng à? Đậu nó trồng. Trồng đậu quá. Đó có trồng rau lên lầu chứ bộ. Thôi, chết ngắt trơn. Sống tại bây giờ tới kỳ đi học nó không có lên tưới á. Chứ hồi đó nghỉ hè phải lên tưới đó. Có ăn chứ bộ. Trồng đây ra ăn được. Ừ. Ở đó mình trồng được á. Sao chậu hồi có ổng bự bự luôn ấy. Mình trồng gà ăn ra nè. Thôi về đi thương cái ăn thịt gà ha. Ăn rau sống hả, muốn việc cái phải ăn thịt gà. Và nó cũng để rau. Có gạo thì dẹp gà hết, có gạo thì dẹp gạo. Này cái đó đặng này mất kia không? Ừ, cứ mời ta ăn trộm đồ hết rồi cà hết á. Mình ngon rồi không? Ngon ngon lắm. Con mới vừa ăn vừa xong nhà đó, chưa dọn rửa lại đây nè. Ồ, má hoành tráng lệ dữ người ta. Trời ơi, trời vô đây ăn thì cho hết. Đó ta, gán bơ cho nó hết nhà. Vợ là cá hết, vợ nó chịu nhà bản hả? Ừ, họ nhà bản luôn á. Chứ tưởng nè con ăn đâu thôi là... Đã nấu thì nấu cho cả nhà ăn. Dụng lý đó. Ăn đi rồi lên nhờ chút xíu đi. Nó đậu của em. Tại ơi đi tới đi lưu hoài, nó cứ đi hoài à. Đậu của em nó dài. Nè, gần ba sắp tới rồi. Mới ăn cháo gà nè. Thằng ăn một bụng nóng nè. Bụng gì nó ăn lùm lùm. Nè, nó quý bà ta luôn nè. Tóc quá ngại không dám qua tình hết 15 đẹp. Trời ơi, kìa. Anh đi ngại. Không biết quý có bầu vậy nó gì ngang á. Phải ngang á, bà chỉ giờ. Để qua tình hết 15 đẹp. Trời ơi. Bà nói là quá ngại quá trời, sợ giờ giả. Trời. Nói lúc nào tiền chứ, còn ăn tiền không vô trong nhà. Nhìn nó hấp dẫn nha. Rau nó hấp dẫn. Từ ngày con tiếp không? Dạ, mà ngon. Nhìn, nhìn. Có 10 năm giờ trước vậy. Mình đi chi đó tới 10 năm quá xa. Chục chén thì còn 5 cái chén. Cứ rửa lần vậy cái đâu để rửa lần vậy. Được chưa? Nắng đây nè luôn. Chào các bạn. Xin vô các bạn. Các bạn là nước khác nha, nước sau nha. Hoành tráng hơn nữa. Thôi quẹt.